Anh Nhân, chúng ta lại gặp nhau trong kênh YouTube của mình rồi. Có một vấn đề về da mà đến 99% các bạn ở Việt Nam hay gặp phải. Mọi người có biết đó là vấn đề gì hay không? Đó chính là mụn. Lần trước trong một video mà mình đã chia sẻ với các bạn về các phương pháp trị mụn đầu đen của mình thì có khá là nhiều bạn đã hỏi mình rằng những cái phương pháp để trị các loại mụn khác. Mình thì lâu lâu ở trên mặt cũng có xuất hiện một số những cái loại mụn lớn hay là những loại mụn bọc, và mình cũng có tìm hiểu một số những cái phương pháp để chữa trị các loại mụn này. Nhưng mà mình luôn nghĩ rằng là phòng bệnh hơn chữa bệnh. Thay vì khi mụn xuất hiện chúng ta tìm những cái phương pháp để trị những cái loại mụn này, thì tại sao chúng ta không thay đổi những cái thói quen hàng ngày để chống những cái loại mụn ấy xuất hiện trên da mặt, đúng không nào? Vì vậy trong video lần này mình sẽ chia sẻ với các bạn những cái phương pháp, những cái cách để phòng chống các loại mụn phát sinh trên da. Đồng thời mình cũng chia sẻ với các bạn những cái phương pháp mà mình trị các loại mụn nếu như mà nó mọc ở trên mặt mình. Và nếu như các bạn yêu thích video này thì đừng quên bấm like cũng như là bấm subscribe Skin Trainer của mình nha. Và bây giờ thì chúng ta hãy cùng bắt đầu thôi. Xấu mà mình nghĩ rằng là có khá là nhiều bạn mắc phải, đó là chúng ta lười đi tẩy trang hoặc là lười đi rửa mặt sau khi chúng ta về nhà. Tại vì khi mà chúng ta cả một ngày make up như vậy ở ngoài đường thì da của chúng ta nó đã bị bí rất là nhiều rồi. Nếu chúng ta về nhà mà không tẩy trang hoặc là không rửa mặt đi thì da của chúng ta sẽ rất là dễ bị mụn. Mỗi khi mà mình đi làm cả ngày về thì mình luôn luôn là phải rửa mặt ngay, tại vì mình sợ da của mình chịu không có nổi. Tuyệt đối, mọi người nhớ nhé, tuyệt đối chúng ta không nên để cái lớp makeup qua đêm đâu. Dù có mệt cách mấy thì chúng ta cũng nên tỉnh dậy và đi vào trong toilet để rửa mặt, cũng như là xóa sạch cái lớp makeup này, nếu không là sẽ bị mụn đấy. Mà dù các bạn vẫn còn đang đi học, các bạn không trang điểm, thì khi mà chúng ta đi ngoài đường về nhà thì chúng ta cũng phải nên rửa mặt bằng sữa rửa mặt. Tại vì các bạn biết không, trong cái môi trường mà chúng ta đang sống hiện nay thì có khói, bụi, vi khuẩn, ô nhiễm, có rất là nhiều thứ có hại cho da. Nếu mà chúng ta đi ở ngoài đường về nhà mà chúng ta không rửa mặt á, thì những cái con vi khuẩn đó nó sẽ làm da của chúng ta dễ bị nổi mụn hơn. Không biết mọi người có biết không, chứ chăn ra gối nệm, những nơi mà chúng ta ngủ hàng ngày chính là nơi chứa rất là nhiều vi khuẩn và những mầm bệnh gây có hại cho sức khỏe. Nếu chúng ta không siêng năng vệ sinh chăn ra gối nệm của mình thì những cái loại vi khuẩn, những cái loại mầm bệnh ấy nó sẽ dính lên trên da và làm cho da của chúng ta dễ bị mụn. Đối với mình thì mỗi tuần mình dành ra một lần để mình làm vệ sinh khu giường của mình. Mình sẽ thay chăn ra gối nệm cho sạch sẽ và thơm tho hơn. Mọi người cũng lưu ý là khi mà chúng ta giặt chăn ra gối nệm thì sau khi giặt xong chúng ta nên phơi ở những chỗ có ánh sáng mặt trời. Như vậy thì chăn ra gối nệm của chúng ta sẽ dễ dàng được khô đi. Vì nếu như mà nó vẫn còn ẩm thì nó lại là cái nơi để sinh ra những cái mầm bệnh không có tốt cho sức khỏe đâu. Các bạn mỗi khi mà phát hiện có một cục mụn ở trên mặt mình thì mình nhìn nó rất là khó chịu và rất là chướng mắt, đúng không nào? Và theo thói quen, theo cái quán tính thôi thì mọi người sẽ hay dùng tay để sờ sờ nắng nắng và nhiều khi là nặng cái cục mụn nó ra nữa. Nhưng mà thực tế thì cái việc làm như vậy hoàn toàn không tốt một chút nào. Tại vì tay của chúng ta trong cái môi trường điều kiện như thế này thì mỗi ngày chúng ta đều sờ mó, cầm nắm rất là nhiều những vật dụng, và vi khuẩn thì ở trên những cái vật dụng đó rất là nhiều. Ví dụ như là điện thoại nè, tiền bạc, quần áo, rất là nhiều những vi khuẩn. Và nếu mà chúng ta lại dùng tay và sờ trực tiếp lên cái mụn như vậy thì vô tình chúng ta sẽ làm những cái loại mụn đó sẽ phát sinh to hơn, sưng tấy đỏ nhiều hơn, và nhiều khi nó sẽ làm lở loét loang lổ qua những cái phần khác nữa. Vì vậy mọi người chú ý là khi mà chúng ta có mụn thì tuyệt đối chúng ta sẽ không được dùng tay để nặn cái mụn đó ra đâu nha. Và một phương pháp nữa để tránh mụn xuất hiện ở trên mặt mà mình muốn chia sẻ với các bạn, đó chính là chúng ta nên nằm uống nước, nên uống đủ lượng nước mỗi ngày. Đồng thời bên cạnh đó chúng ta nên nằm ăn những cái loại trái cây mà chứa nhiều vitamin, tại vì những cái loại vitamin đó rất tốt cho da của chúng ta. Trong điều kiện bình thường thì cơ thể của một người nặng tầm 50kg thì sẽ cần 2 lít nước mỗi ngày. Chúng ta nên uống nước sau khi chúng ta ngủ dậy hay là sau khi mà chúng ta vận động nhiều. Đặc biệt là hiện nay thời tiết ở Việt Nam đang bước vào mùa hè, cho nên là thời tiết rất là oi bức. Vì vậy cho nên chúng ta nên chăm uống nước và cần nạp thêm cái lượng nước nhiều hơn cho cơ thể của chúng ta nữa. Đối với mình thì khi mà mình ở Hàn Quốc cũng vậy, hay là bây giờ mình đã trở về Việt Nam cũng vậy, thì lúc nào ở trên bàn làm việc của mình ở công ty thì luôn luôn sẽ có một cái bình nước như thế này. Cái bình này thì mình đã được hãng Natural Republic của Hàn Quốc tặng khi
mà mình ở Hàn Quốc rồi. Thì khi mà mình có một cái bình nước như thế này ở trên bàn làm việc của mình, thì mỗi khi mình khát hay là mỗi khi mình giải lao một chút xíu trong cái giờ làm việc, thì mình luôn luôn có nước sẵn để nạp vào cơ thể của mình. Và theo cái kinh nghiệm mà mình thấy á, thì đối với những bạn chăm uống nước, uống nhiều nước, thì cái làn da của bạn nó sẽ đẹp hơn đối với những bạn nào mà ít khi uống nước. Tại vì khi mà da của chúng ta nạp đủ cái lượng nước bên trong mình thì da của chúng ta sẽ tự nhiên nó đẹp thôi. Tuần vừa rồi thì mình cũng có một cái mụn khá to ở ngay mép rìa mũi như thế này đây. Và đúng cái lúc mà mình có mụn thì mình nghĩ rằng là tại sao mình lại không chia sẻ với các bạn cái cách phương pháp trị mụn của mình. Không biết là mọi người có nhớ không, chứ mình đã chia sẻ một lần rồi. Đó là thời gian gần đây mình có sử dụng một cái loại tinh chất trị mụn mà mình thấy nó khá là có hiệu quả. Đó chính là em này đây. Em này là Madagascar Centella Asiatica 100. Thì cái loại này chính là một cái loại tinh chất trị mụn được chiết xuất từ rau má và nó khá là lành tính. Chỉ cần mỗi khi mà mình có mụn, mình lấy một vài giọt của cái sản phẩm này, mình chấm chấm lên cái chỗ mụn của mình, thì chỉ cần làm từ 1 đến 2 ngày thôi là cái mụn của mình nó bỗng dưng nó sẽ hẳn. Và mình đã dùng cái sản phẩm này cũng một thời gian rồi và mình thấy là nó thực sự có hiệu quả. Vì vậy cho nên là mình cũng muốn giới thiệu với mọi người. Cái loại tinh chất trị mụn này thì nó chỉ có thể làm sạch cái mụn của mình thôi, chứ nó không có trị vết thâm sau khi mà sẹp mọi người nhé. Nếu như mà mụn của mình sau khi mà mất rồi mà nó vẫn còn để lại những cái vết thâm ở trên da, thì cái phương pháp của mình là mình sẽ dùng kem nghệ Thoracao. Và cái tiếp kem nghệ mà mình hay dùng đó chính là cái tiếp này đây. Đây là loại mỹ phẩm Make in Việt Nam hiếm hoi mà mình đã sử dụng từ khi mình còn nhỏ đến khi bây giờ. Mỗi khi mà mình có mụn mà nó để lại cái vết thâm ở trên mặt của mình thì luôn luôn mình dùng cái tiếp này. Mình thích cái loại kem nghệ Thoracao này đến nỗi mà khi mà mình qua Hàn Quốc du học thì mình phải mua từ 2 đến 3 tuyết để mình mang theo mình. Tại vì mình sợ rằng là ở bên đó không có cái sản phẩm nào có thể trị mụn. Thực tế là trong suốt 4 năm khi mà mình ở Hàn Quốc đó, thì mình chưa tìm được một cái loại mỹ phẩm nào có cái tác dụng mà chữa được cái vết thâm ở trên da mình một cách nhanh chóng nhất. Những khi mà mình có mụn thì mình chỉ cần lấy cái tuyết này xức lên cái chỗ bị thâm đó ở trên da, chỉ trong vòng khoảng 2-3 ngày thôi là cái vết thâm đó nó sẽ bị mờ đi một cách rõ rệt. Và một cái điều đặc biệt nữa mà mình thích của em này đó chính là dùng cái kem nghệ này nó không có làm vàng da. Tối thì mình sẽ xức cái loại kem nghệ này ở trên những cái vùng da bị thâm, và sáng hôm sau tỉnh dậy thì mình chỉ cần rửa bằng sữa rửa mặt thì toàn bộ những cái phần màu vàng đó của kem nghệ nó sẽ bị biến mất hết, cho nên là mình cảm thấy nó rất là tiện. Như vậy là vừa rồi mình đã chia sẻ với các bạn tất cả những cái phương pháp trị mụn cũng như là cái phương pháp phòng tránh mụn của mình trong thời gian vừa qua. Sau khi coi clip này mà nếu như các bạn còn có những cái phương pháp nào trị mụn hay hơn, tốt hơn mình thì hãy nhớ comment ở dưới để chia sẻ cho mình và các bạn khác cùng biết nhé. Vì một tương lai da mặt sáng bóng và không có mụn thì chúng ta, những cô gái, hãy cùng cố gắng lên nha. Bây giờ thì video này đã dài rồi cho nên là mình chắc sẽ dừng video này ở đây thôi. Và nếu như các bạn còn những cái câu hỏi nào đặt cho mình thì các bạn cũng hãy comment ở dưới nhé. Và chúng ta sẽ gặp lại nhau trong những video gần nhất. Xin chào và hẹn gặp lại.